Hoa sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị ạ. Hôm nay con xin giới thiệu đến với cô chú và anh chị một số cây sứ Thái ghép ha. Và con xin chia sẻ là bên tụi con có cung cấp thêm phân dơi nữa ha. Con bán một túi như vậy là giá 20.000 ạ. Đây là phân do trang trại nhà tụi con nuôi để lấy phân luôn ha. Cái công dụng của nó là nó giúp cây của mình có bộ rễ khỏe, lá xanh, cây kiển nó ra nhiều nụ ha, hoa to, hoa có màu sắc tươi đẹp. Phân này mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn ha. Dạ, con xếp hàng phân này trên toàn quốc luôn ạ. Nếu cô chú và anh chị có nhu cầu mua phân để bón cho các loại cây trồng á, liên hệ bên Hoa sứ Lê Gia ha. Dạ, con quay trở lại con bán cây sứ ạ. Đây là cặp số 1, có cây Hiệp Thành với cây Long Thành. Cây này Long Thành ha, hoa 3 lớp. Cây mình đang cho nụ búp búp này ha. Cây này có bộ tàn tròn đẹp. Cây Long Thành này nó được 8 bò. Cái củ của nó thì khoảng bằng cái lon sữa 400g thôi ha. Nhưng mà có bộ tàn to xòe ra. Rồi qua đây là cây Hiệp Thành. Hoa dạng cánh kép ha. Hoa màu cam, có gân. Cây này nó 5 bo. Cây này của mình đang cho nụ búp búp đều hết ha. Cái củ của cây Hiệp Thành này là cỡ 2 gang tay của con ha. Cặp này là số 1. Con bán giá là 260.000. Qua đây là cặp số 2. Có cây Phúc Tấn với cây Rạng Đông. Cây này Rạng Đông ha, hoa màu vàng. Cây của mình là nó được 7 bo ạ. Cái củ này khoảng gan rưỡi tay mình ướm lại ha. Rồi qua đây là cây Phúc Tấn. Phúc Tấn là hoa màu hồng ạ. Cây này nó được 7 bo. Cặp này là số 2, giá 260.000. Qua đây cặp số 3, cây D5 và cây Retty. Cây này Retty, hoa dạng cánh kép, hoa vàng. Cây Retty này thì được 7 bo. Cái củ của nó thì nó khoảng 2 cái gang tay mình ướm lại ha. Rồi qua đây là cây D5. D5 là hoa của nó dạng cánh kép, hoa hồng, cánh hoa nhọn ha. Cây D5 này là nó được 7 bo. Cây này vô thùng 10 ha. Cặp này là số 3, giá 260.000. Qua đây là cặp số 4. Số 4 có cây Khôi Nguyên với lại cây này Ngọc Khuê. Cây này Ngọc Khuê ha, hoa màu vàng. Cây này được 4 bo. Cái củ Ngọc Khuê này thì nó không được lớn lắm ha. Nó bằng cái hộp sữa ông thọ thôi ha. Và qua đây là cây Khôi Nguyên, hoa màu đỏ 3 lớp. Cây Khôi Nguyên này thì được 7 bo. Củ của cây Khôi Nguyên này thì nó bằng cái lon sữa 900g ha. Cặp này là số 4, giá 260.000. Qua đây cặp số 5. Cây T1 với cây Lạ Long Quân. Cây này Lạ Long Quân ha. Lạ Long Quân là hoa dạng cánh kép, hoa hồng. Cây này 5 bo. Cái tược của nó ra khá dài nè ha. Nè, con ướm thử tược của nó hơn 1 gang tay con nữa đó ha. Cái củ của cây này thì nó bằng cái lon sữa 900g thôi. Rồi qua đây là cây T1. T1 hoa dạng cánh kép, hoa đỏ ha. Cây này là nó được 4 bo. Ồ, con xin lỗi, cây này nó 6 bo. Cặp này là số 5, giá 260.000. Qua đây là cặp số 6. Có cây Văn Huế 12 với cây Quyết Thắng. Cây này Quyết Thắng ha, hoa màu đỏ. Cây Quyết Thắng này thì 3 bo. Củ của nó, củ này thì khoảng bằng cái lon sữa 900g. Qua đây là cây Văn Huế 12. Văn Huế 12 là hoa dạng cánh kép, hoa màu hồng, có sọc ha. Cánh hoa hơi dúng. Cây này được 5 bo.
cái củ của nó khoảng 2 găng tay mình ướm lại ha. Cặp này là số 6, giá 260. Và đây là cặp số 7, có cây rồng đen với cây ngọc băng. Đây là cây ngọc băng, hoa màu trắng. Cây này được 4 bo ha. Hình mấy cái tựa cây nó lên hình những cái dẻ quạ ha. Rồi qua đây cây rồng đen hoa màu đỏ, hoa ba lớp, cánh viền đen. Cây này được 3 bo. Củ này hình hơi quái ha, hình giống như con ếch. Cặp này số 7, giá 240. Qua đây cặp số 8, có cây minh hoàng và cây kim lân. Cây này minh hoàng, hoa màu vàng. Cây minh hoàng này 5 bo. Cây này cũng vô thùng 10 nha. Cái củ của nó là khoảng 2 găng tay của mình ha. Và qua đây là cây kim lân. Kim lân hoa dạng cánh kép, hoa đỏ. Cây kim lân này 8 bo. Bo tàn xòe ra, to, tròn. Và cái củ của nó nè, một mặt củ nó là con đặt cái bàn tay vô nè ha. Một găng tay con không hết một mặt củ luôn. Cặp này số 8, giá 260. Qua đây cặp số 9, có cây rainbow với cây vong Huế Nam. Cây này rainbow ha, hoa dạng cánh kép. Cây này 4 bò. Cái củ này là hơn 2 găng tay mình ha. Rồi qua đây là cây vân Huế Nam. Vân Huế Nam là hoa dạng cánh kép, hoa màu hồng có sọc ha. Cây này 5 bò. Củ của cây vân Huế này thì nó bằng cái lon sữa 900g thôi ha. Cặp này số 9, giá 260.000. Qua đây cặp số 10. Số 10 là có cây yến nhi với lại cây rami. Cây này yến nhi, hoa dạng cánh kép ha. Cây yến nhi này 5 bo. Rồi qua đây là cây rami, hoa dạng cánh kép, hoa màu hồng. Cây này 3 bo ạ. Củ cây rami là có hình hơi quái nè ha. Cặp này số 10, giá 240.000. Qua đây cặp 11, có cây thái dương với cây long thành. Cây này long thành ha, hoa của nó ba lớp. Cây này là nó được 6 bo, đang cho nụ búp ra ha. Cái củ này là cỡ 2 găng tay của con ha. Rồi qua đây là cây thái dương. Thái dương hoa dạng cánh kép ha. Cây thái dương này 4 bo. Cây này nếu về mà cô chú và anh chị mình có nhu cầu cần làm lấy bo ghép á, là mình sử dụng bo nó được ha. Tựa ra dài. Cái cây này con vô thùng 10 ha. Cái củ của nó là hơn 2 găng tay con ha. Cặp này là số 11, giá 260.000. Qua đây là cặp 12. Số 12 là có cây dạ khúc, có cây bên đây là hai giống Hàng Sơn với Kim Anh. Cây này là dạ khúc, hoa dạng cánh kép. Cây dạ khúc này 7 bo ha. Cây này là có cái củ hình hơi quái nè ha. Củ. Và qua đây là cây này hai giống Hàng Sơn 5, hoa dạng cánh kép, hoa màu trắng. Kim Anh hoa dạng cánh kép, hoa màu cam. Có gân ha. Cây này 5 bo. Củ của nó là hơn 2 găng tay con ha. Cặp này là số 12, giá 260.000. Nhà qua đây con có một cây lẻ ha. Cây lẻ này là cây số 13, cây đỏ 5 cánh. Là giống mới của bên vườn con ha. Hoa này dạng cánh đơn 5 cánh. Cây này là nó 2 tầng ạ. Đây xoay cái củ xem ha. Cây này vô thùng 10. Cái củ của nó hơn 2 găng tay mình ha. Cây này là nó ra 2 tầng ha, người ta ghép như ra làm 2 tầng. Ở đây tầng dưới, ở đây là tầng trên ha. Dạ bên tụi con là xếp hàng phân dơi và hoa sứ trên toàn quốc luôn ha. Nên khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí xếp cho tụi con ha. Và cô chú và anh chị yêu thích hoa sứ laser thì xin hãy bấm like ủng hộ cho tụi con. Và đồng thời mình bấm nút để đăng ký để mình có thể cập nhật những thông tin mới về những mẫu hoa đẹp. Và con xin cảm ơn ạ.